Yeah!
Sau đây một vị khách đại diện cho họ nhà gái nữa, xin mời tiếng hát của chị Linh ạ. Chị một lần nữa xin mời tiếng hát của chị Linh đại diện cho họ nhà gái. Và một nửa xin mời tiếng hát của chị Linh đại diện cho họ nhà gái ạ. Một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị.